Không quân Ukraine tuyên bố trong ngày 18 tháng 3 đã tiêu diệt 12 mục tiêu trên không của Nga. Thông tin được đăng tải trên trang Facebook của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine. Hãng tin Ukraine from Ukraine trích dẫn thông báo trên Facebook của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, trong ngày 18 tháng 3, quân đội nước này đã tiêu diệt 12 mục tiêu trên không của đối phương, quân Nga. Ngày 18 tháng 3, không quân Ukraine đã bắn trúng 10 mục tiêu trên không, hai mục tiêu khác đã bị các đơn vị phòng không trên bộ tiêu diệt, thông báo cho biết. Đặc biệt, theo thông báo này, các đơn vị phòng không Ukraine đã tiêu diệt hai máy bay, 3 trực thăng, 3 UAV và 4 tên lửa hành trình của quân Nga. Thông báo của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine còn khẳng định quân Nga đã chịu tổn thất lớn về nhân lực, có khả năng giới lãnh đạo Nga sẽ thay đổi chiến lược sang một cuộc chiến dài hơi. Trước đó, thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận rằng quân Nga đã đạt được thành công trong khu vực hoạt động của Donetsk, họ tạm thời tước quyền tiếp cận biển Azov của Ukraine. CNN, Ukraine phản công dồn dập, quân đội Nga bị bất ngờ, thiệt hại nặng. CNN dẫn cập nhật mới nhất của tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đã bị bất ngờ lớn về quy mô và sự kháng cự quyết liệt của các lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine phản công, quân đội Nga bị bất ngờ lớn. Fox News dẫn bình luận của quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, các lực lượng vũ trang Nga hiện đang tiếp tục bị trôn chân trên hầu khắp các mặt trận ở Ukraine sau hơn 3 tuần tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, bất chấp quân đội Nga đã phóng hơn 1.080 quả tên lửa vào hàng loạt mục tiêu. Quân đội Nga đã rất nỗ lực thực hiện ý đồ bao vây thủ đô Kiev từ ba hướng, nhưng họ vẫn không thể tạo ra thay đổi đáng kể nào, từ hướng Bắc hay Tây Bắc, quan chức Mỹ nói. Đồng thời, vị quan chức này cho biết và ở phía đông Kiev, chúng tôi quan sát thấy không có động thái nào của các lực lượng vũ trang Nga. Họ vẫn bị trôn chân cách trung tâm thành phố khoảng 30 km về phía đông. Quân đội Ukraine vẫn đang phản kháng quyết liệt, gây cho Nga những thiệt hại nặng nề. Chẳng hạn đòn tập kích hỏa lực của họ vào sân bay Khắc Sơn đã gây tổn thất lớn chưa từng có với không quân Nga. Bên cạnh đó, các trận phục kích khiến nhiều đoàn xe thiết giáp, xe hậu cần của phía Nga đã bị phá hủy. Tại những thành phố gần biên giới với Belarus và Nga như Chechnya hay Kharkiv, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục chống trả. Còn ở Mariupol, thành phố cảng chiến lược ở miền Nam, bất chấp phải hứng chịu mưa bom bão đạn của quân Nga, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn kiên quyết giành giật từng tòa nhà, từng góc phố. Trong khi đó, các báo cáo cho thấy vụ tấn công vào gần sân bay quốc tế ở elvip ở miền Tây Ukraine, tên lửa của Nga bắn chính xác, cho dù hiện vẫn chưa biết chính xác loại vũ khí gì đã được sử dụng. Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chúng tôi đánh giá không phận Ukraine vẫn chưa bị Nga khóa chặt. Không quân Ukraine tiếp tục hoạt động, chiến đấu cơ cất cánh thường xuyên và các tổ hợp tên lửa phòng không vẫn đều đạn khai hỏa. Ước tính rằng quân đội Nga đã phải huy động tới 90% khả năng chiến đấu có thể sử dụng. Bên cạnh các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ chia sẻ thông tin với Fox News, thì CNN cũng dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh dựa trên những dữ liệu tình báo mới nhất khẳng định quân Nga đã bị bất ngờ về quy mô và tính quyết liệt trước sự kháng cự của Ukraine và buộc phải thay đổi chiến thuật. Mỹ, NATO tăng cường viện trợ ồ ạt cho Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc giục Mỹ và NATO thiết lập vùng cấm bay hoặc viện trợ thêm vũ khí trang bị để tăng cường hỗ trợ trên không. Vì vậy, 30 thành viên của khối quân sự này đã đồng loạt từ chối thiết lập vùng cấm bay do lo ngại sẽ đẩy chiến sự leo thang căng thẳng, lan ra ngoài biên giới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lo Austin tuyên bố quyết định nêu trên là cần thiết bởi nếu áp đặt vùng cấm bay có thể dẫn tới giao chiến với quân Nga. Ông nói rõ với các phóng viên rằng chúng tôi không có lực lượng Mỹ nào tham chiến ở Ukraine. Mỹ đã phê chuẩn cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD và sẽ thảo luận với phía Ukraine về việc tập trung vào tăng cường năng lực phòng không. Các quan chức quốc phòng Mỹ và NATO cho biết hầu hết tên lửa Nga đều khai hỏa từ các hệ thống triển khai trên mặt đất, do vậy thiết lập vùng cấm bay là không hiệu quả. Thay vào đó, ông Austin nói rằng việc sử dụng máy bay không người lái đã chứng minh được rất hiệu quả và việc sử dụng tên lửa phòng không nhiều hơn sẽ giúp các binh sĩ Ukraine được yểm trợ tốt hơn khi giáp chiến với quân Nga. Mỹ sẽ chuyển 3.000 quả tên lửa phòng không vác vai, trong đó có 800 quả tên lửa Stinger cùng 2.000 tên lửa chống tăng Javelin. Bên cạnh đó là 1.000 vũ khí chống thiết giáp hạng nhẹ, 6.000 hệ thống chống tăng VT-4 và 100 hệ thống UAV sẽ được cung cấp cho chính quyền Kiev. Một lô hàng gồm 100 súng phóng lựu, 500 súng trường, 1.000 súng ngắn, 400 súng máy và 200 triệu viên đạn cũng sẽ được chuyển tới Ukraine để giúp các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục chiến đấu. Kiev tố Nga sắp cạn tên lửa, pháo kích khắp các thành phố lớn ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã sử dụng gần như toàn bộ kho vũ khí gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander và tên lửa hành trình trên biển Kali. Ukraine tố Nga sắp cạn tên lửa. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, các lực lượng Nga đã sử dụng gần như toàn bộ kho vũ khí tên lửa hành trình phóng từ biển Kali và tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander trong 20 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ukraine tố Nga đang tiếp tục ném bom các cơ sở hạ tầng của các thành phố lớn, sử dụng vũ khí chính xác thấp. Các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của quân đội, phá hủy các sân bay, các đơn vị quân đội, kho dầu, trạm xăng, các đoàn xe bọc thép của quân đội Nga đang cố gắng bao vây Kiev và một số khu vực gần biên giới Nga. Bộ cáo buộc thêm rằng Nga cũng cuộc pháo kích vào các khu dân cư, nhưng Moscow luôn bác bỏ điều này và tuyên bố rằng chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Nga tuyên bố chiến dịch hoạt động đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine ngày 24 tháng 2. Ukraine nói rằng đến nay các lực lượng Nga đã bị chặn đứng trên tất cả các hướng. Các lực lượng Nga đã mất tiềm năng tấn công và bị chặn đứng trên tất cả các hướng. Đối phương đang gặp vấn đề đáng kể về hậu cần và tiếp tục bị tổn thất nặng nề, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết pháo kích và giao tranh trên khắp các thành phố lớn của Ukraine. Theo ABC News, ngày 19 tháng 3, cây cầu chính dành cho xe cộ bắc qua sông Ibrin, ngoại ô thủ đô Kiev, đã bị lực lượng Ukraine phá hủy trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng Nga tiến vào trung tâm thành phố. Nhiều dân thường di tản đã bỏ xe và tiếp tục đi bộ trong bối cảnh Nga liên tục pháo kích vào các vùng ngoại ô Kiev trong nỗ lực tiến sâu hơn vào thủ đô Ukraine. Có thể nhìn thấy khói bốc lên từ những tòa nhà bị hư hại ở Homestomel bên ngoài Kiev. Các vùng ngoại ô Kiev đã trở thành điểm nóng giao tranh, pháo kích và không kích ngay từ những ngày đầu khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Tại Mariupol, ở đông nam Ukraine, Nga thông báo lực lượng ly khai Donetsk đang siết chặt vòng vây thành phố. Tình hình chiến sự tại đây được đánh giá là ngày càng căng thẳng khi các cuộc giao tranh trở nên dữ dội hơn. Các đơn vị của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Nga đang siết chặt vòng vây ở Mariupol và chiến đấu với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc ở trung tâm thành phố. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho biết, Hãng thông tấn Ria Novosti đã công bố video cho thấy nhiều tiếng súng và pháo nổ khắp thành phố, trong khi các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm Mariupol đã bị chặn bởi nhiều chướng ngại vật và phương tiện giao thông. Lực lượng ly khai dường như đã kiểm soát hoàn toàn sân bay Mariupol. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đẩy mạnh pháo kích nhiều thành phố ở miền đông Ukraine, gồm Chechnya, Sumy và Kharkov. Ngày 18 tháng 3, Nga đã tấn công bằng tên lửa vào nhà máy sửa chữa tiêm kích chủ lực của Ukraine tại Elvip, miền tây nước này. Hình ảnh vệ tinh thương mại do Planet Lab công bố hôm nay, ngày 19 tháng 3 cho thấy, khu nhà bảo dưỡng tiêm kích MiG-29 tại sân bay Elvip, miền tây Ukraine đã bị đánh sập hoàn toàn sau cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga, theo AP. Hai tòa nhà gần đó cũng bị phá hủy và tạo ra nhiều đống đổ nát. Một tên lửa đánh vào bãi đỗ gần đầu đường băng, nơi có hàng loạt chiến đấu cơ nằm sát nhau Giới chuyên gia quân sự cho biết, nhà máy sửa chữa máy bay Elvip thuộc sở hữu của chính phủ Ukraine là cơ sở duy nhất tại nước này có khả năng đại tu và bảo dưỡng tiêm kích MiG-29. Giới chức Ukraine trước đó thông báo quân đội Nga đã phóng 6 tên lửa hành trình chưa rõ chủng loại từ Biển Đen vào nhà máy Elvip, trong đó hai quả bị đánh chặn. Tổng thống Putin tố Ukraine câu giờ đàm phán. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Scholz, Tổng thống Putin ngày 18 tháng 3 nói rằng Kiev đang cố câu giờ đàm phán, song Moscow vẫn muốn tiếp tục thảo luận. Một điều được đề cập là Kiev đang cố làm mọi cách để trì hoãn tiến trình đàm phán và đưa ra ngày càng nhiều đề xuất phi thực tế. Tuy nhiên, phía Nga sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm giải pháp phù hợp với cách tiếp cận có nguyên tắc, tuyên bố của Điện Kremlin về cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Stol cho biết. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã mô tả cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Nga-Đức là gai gắt nhưng thiết thực ông peskov cho biết nga sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ đàm phán song phái đoàn ukraine vẫn chưa sẵn lòng làm điều này